Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nghe Nhìn Audio. Mình là Đinh Phúc. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một thiết bị mới. Nó chính xác hơn là một di sản mang âm hưởng từ vùng Venice vô cùng lãng mạn của Ý, và đồng thời cũng sở hữu rất là nhiều những cái công nghệ tối tân, và đặc biệt là công nghệ mở rộng sân khấu live vô cùng ấn tượng. Và đây cũng là một nguyên mẫu đầu tiên tại Việt Nam, và ở thời điểm hiện tại thì đây là chiếc duy nhất tại thị trường Việt Nam. Và ngay bây giờ mời mọi người chúng ta hãy cùng đi sâu tìm hiểu về Sonos Faber Omnia. Trước mặt mọi người là Sonos Faber Omnia, một mẫu loa all-in-one không dây, có thiết kế không giống như bất kỳ những cái mẫu loa nào mà mình đã từng tiếp xúc trước đó. Và lý do vì sao mình gọi đây là một di sản mang cảm hứng từ vùng Venice lãng mạn, bởi vì ngay từ cái phần nhìn, khi mà mọi người nhìn trực tiếp vào trong loa thì mọi người sẽ thấy loa sở hữu một cái hình dáng thiết kế trông rất giống với lại chiếc thuyền gondola, một nét vô cùng đặc trưng của thành phố Venice. Đối với những chiếc loa khác á, thì cái phần nhìn đó, nó chỉ nằm ở cái phần đằng trước như thế này thôi. Thì đối với Sonos Faber Omnia, mình có thể khai thác, mình có thể nhìn ở mọi khía cạnh nhiều hơn, và mình tìm ra rất là nhiều những cái vẻ đẹp trên chiếc loa này. Và cụ thể ở đó thì khi mà mình nhìn ở một cái phần góc nghiêng như thế này, và đặc biệt là ở phần trên của cái mặt gỗ, thì mình thấy là từng cái lớp vác cong này nó giống như là những cái mũi thuyền được tạo hình rất là tỉ mỉ và tinh tế. Và khi mà mình chạm vào trên cái phần veneer gỗ này, mình thấy nó rất là láng mịn và có một cái độ hoàn thiện rất là cao. Và đến với phần chân đế ở phía bên dưới đây thì mình cũng thấy là phần chân đế có một cái chất lượng hoàn thiện cũng rất là tốt, và tuân thủ chặt chẽ theo cái triết lý hoàn thiện sản phẩm cao nhất của Sonos Faber từ đó đến giờ. Và thực sự là nhìn tổng quan về cái hình dáng thiết kế của sản phẩm thì mình thấy đây là một mẫu loa không dây mà chúng ta không chỉ là có thể đặt ở trên những cái kệ, hoặc là đặt ở trong những cái không gian nhỏ, mà chúng ta có thể đặt ở trên những cái đảo ở trong bếp, hoặc là trên những cái tủ console được bố trí nằm ở phía đằng sau sofa. Bởi vì thực sự là mình có thể chiêm ngưỡng cái sản phẩm này từ 360 độ, và nó đẹp và nó thật sự là nó hài hòa với lại cái không gian thiết kế nội thất hiện đại ngày nay nữa. Và đó là phần tổng quan chung về thiết kế của Sonos Faber Omnia. Nhưng mà ở đây vẫn còn rất là nhiều những cái chi tiết thú vị mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Thì đầu tiên đó chính là về cái phần lớp veneer gỗ ở trên đây. Thì thứ nhất là mọi người sẽ thấy đây là một mẫu loa hầu như không hề có bất kỳ một phím bấm vật lý nào hết. Và toàn bộ những cái thao tác điều khiển chúng ta sẽ cảm ứng ở trên phần veneer gỗ này. Đây cũng là một cái điểm mà mình cảm thấy là mình rất là ưng ý ở một cái mẫu loa hiện đại như thế này. Và về cái phần đèn cảm ứng ở đây thì Sonos Faber trang bị cái phần đèn có tên là sensor, để chúng ta có thể điều chỉnh những cái thao tác và ứng với lại từng cái cử chỉ của chúng ta. Thì ở đây chúng ta muốn điều chỉnh âm lượng của loa thì ở hai cái nút nhỏ hai bên trái phải này thì chúng ta sẽ điều chỉnh hai bên đó, và cũng như là cái nút mute tiếng thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái nút này luôn. Và nếu như mà bạn muốn điều chỉnh, bạn muốn tùy chọn những cái nguồn phát khác nhau thì chúng ta sẽ trượt từ bên trái qua bên phải để chúng ta điều chỉnh. Cùng với đó thì mỗi một cái nguồn phát thì nó sẽ có một cái màu đèn tương ứng riêng biệt dành cho từng cái. Đấy. Và đi về ở phía sau của Sonos Faber Omnia thì ở đây mình thấy là có những cái cổng kết nối như là cổng HDMI ARC để chúng ta có thể kết nối với lại TV thông minh qua một kết nối trực tiếp duy nhất, và có thêm cổng Internet nữa để chúng ta có thể cắm dây vào chúng ta sử dụng. Và ngoài ra thì hãng cũng tặng kèm thêm một sợi dây ngắn để chúng ta có thể kết nối với các nguồn phát tín hiệu analog từ RCA, hoặc là ví dụ như bạn có nguồn phát là đầu mâm thang thì chúng ta có thể kết nối qua cổng phono. Cũng rất là tiện lợi. Tuy nhiên là ở đây thì có một cái điểm là mình thấy nó hơi bất cập một tí xíu, đó chính là cái việc cắm dây thì nó hơi khó khăn một chút, tại vì cái cổng cắm nó khá là sâu ở phía bên trong.
Và mình khi mà mình muốn cắm dây á, thì mình phải gần như là mình phải nghiêng hoặc là mình nhấc hẳn cái loa lên để mình cắm. Nhưng mà bù lại á, là sau khi mà mình cắm xong á, thì nhìn cái đường dây đi nó rất là gọn gàng, đó, rất là sạch sẽ. Và đó là những cái chi tiết mà mình muốn giới thiệu thêm cho mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu về hệ thống driver đặc biệt ở bên trong của Sonos Fiber Omnia nhé. Về hệ thống driver của Sonos Fiber Omnia thì hãng đã trang bị một hệ thống bao gồm 7 driver. Và ở đây chúng ta sẽ có 2 driver Twitter màn đom lụa với đường kính là 19mm và 2 driver mid-range màn giấy với đường kính là 76.2mm và sử dụng nam châm neodymium cho một cái chất âm ngọt ngào và tinh tế. Và đến với phần giải trầm của Sonos Fiber Omnia thì hãng đã sử dụng một củ woofer, một củ bass với đường kính là 165mm màn nhôm long throw và set up theo một cái kiểu đánh, đó chính là đánh down firing. Và không dừng lại tại đó thì Sonos Fiber cũng bố trí thêm hai driver mid màn cellulo nằm ở hai bên hông của Omnia với đường kính là 44.45mm. Và tổng cộng là chúng ta có 7 driver như mình đã giới thiệu và được chia làm 4 đường tiếng. Và hệ thống driver này thì sẽ được phân tầng bằng bộ DSP riêng được tích hợp ở bên trong và cũng được tích hợp thêm cả module Ampli công suất ở bên trong với công suất đầu ra lên đến là 490W, một công suất khá là ấn tượng và khá là lớn đó mọi người. Và ở đây thì toàn bộ cái hệ thống driver này sẽ được ứng dụng cái công nghệ độc quyền mang tên là Crescendo của Sonos Fiber. Crescendo là công nghệ riêng và độc quyền của Sonos Fiber, ứng dụng kiểu phát âm lưỡng cực cùng pha và lưỡng cực ngược pha để tái tạo nên một âm trường có chiều sâu và một âm hình có độ sống động hơn. Cụ thể khi hoạt động thì hệ thống sẽ tạo ra những cái sóng âm rất là rõ nét và cùng với lại những cái phản xạ ở trong phòng mà tạo nên một cái âm trường rộng mở nhiều hơn và có cái độ sâu rất là sâu. Và ở đây có thêm một chi tiết cũng rất là thú vị nữa mà mình muốn chỉ cho mọi người thấy, đó chính là ở phần mặt trước của loa, đối với những mẫu loa không dây á, thì mình thấy là phần mặt trước này thường được thiết kế có một cái hình dáng là nó sẽ nằm là mặt phẳng hoặc là hơi chếch lên phía trên một tí. Nhưng mà ở đây chúng ta có driver Twitter và driver mid được bố trí ngay tại điểm này và có chiều hướng chếch xuống chứ không chếch thẳng vào trong điểm ngọt nơi mà mình đang ngồi nghe. Và đồng thời thì hai driver mid ở hai bên đây lại có một cái chiều hướng là chếch lên ngược lại như thế này. Thì mình không rõ rằng là công nghệ Crescendo này có khả năng tái tạo âm trường ra như thế nào, nhưng mà đây là một cái kiểu setup driver thực sự phải nói là rất lạ và chưa bao giờ mà mình gặp trên những cái mẫu loa không dây như thế này. Và để xem rằng là cái mức độ lạ nó như thế nào và cái khả năng tái tạo cái âm trường nó rộng ra sao thì ngay bây giờ mời mọi người chúng ta hãy cùng trải nghiệm thử Sonos Fiber Omnia nhé. Se vuoi t'accompagno
Và sau khi mọi người đã cùng với mình trải nghiệm Sonos Faber Omnia rồi thì ở đây mình có một điều mà mình chắc chắn phải khẳng định, đó chính là công nghệ Crescendo thực sự làm mình cảm thấy rất là ấn tượng. Và nó có hai cái điểm độc đáo mà mình nhận ra được. Thì điểm độc đáo đầu tiên đó, đó chính là khi mà mình ngồi nghe trên những bản thu mà có giọng vocal thì mình thấy rõ ràng rằng là công nghệ Crescendo cho mình định hình được cái giọng vocal nó nằm ở ngay đây. Nó có một cái khoảng lơ lửng ở ngay phía này. Mặc dù là dù mình ngồi hay là dù mình đứng nghe gì đó, mình vẫn thấy được rõ ràng cái giọng vocal nằm ở đây, cho mình định hình được một cái sân khấu rất là rõ nét. Mặc dù là những cái driver bố trí theo một cái đường hướng rất là lạ và chưa bao giờ mình thấy một cái kiểu bố trí driver như thế này. Và cái điểm độc thứ hai nữa, đó chính là ngay ở phần đầu về phần thiết kế thì mình đã nói đây là một mẫu loa mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng từ nhiều góc độ khác nhau. Và cũng rất là may mắn chúng ta vẫn có thể nghe được từ đa điểm khác nhau. Đấy. Và khi mà mình di chuyển, mình chết sang trái ở đây hay là mình đi qua ở bên phải như thế này mình nghe, thì mình vẫn cảm nhận được một cái chất giọng vocal nằm ở đây và nó không hề bị bóp hẹp theo cái hướng di chuyển của mình. Đó, nó rất là đặc biệt. Một ưu điểm nữa về Sonos Faber Omnia đó chính là những cái driver ở bên trong này đều sử dụng là những driver của hãng, cho nên là mình cảm nhận được cái màu âm nó trung thực và nó đúng theo cái chất đặc trưng của Sonos Faber. Và đặc biệt là khi mình nghe trên những cái bản thu mà từ đĩa than á, mình thấy là cái độ tự nhiên và cái độ hài hòa của nó rất là sướng, rất là đã. Và một cái điểm cuối cùng nữa mà mình muốn khẳng định đến với Sonos Faber Omnia đó chính là ngay khi mà mình mở thùng ra thì mình thấy đây là một mẫu loa có một cái kích thước nó không quá lớn, nó không quá đồ sộ. Nhưng mà ngay từ những nốt nhạc khi mà vang lên thì mình thấy rằng là cái năng lượng mà Sonos Faber Omnia mang lại nó vô cùng sâu và nó vô cùng mạnh mẽ. Và đặc biệt đó chính là cái dải bass. Thì cái dải bass này khi mình nghe trên những cái bản thu như là nhạc dance, như là những bản chill house, thì mình thấy thực sự là cái năng lượng mà cái dải bass đó mang lại cho mình cảm nhận được từng cái cú bass rất là sâu, rất là uy lực trong một cái thể tích thùng chỉ vỏn vẹn có bao nhiêu đây thôi. Và rất là cảm ơn mọi người đã xem video đến đây, nghe mình chia sẻ đánh giá về Sonos Faber Omnia, một mẫu loa không dây all-in-one đến từ một thương hiệu của Ý và đậm chất Venice, một cái thành phố vô cùng lãng mạn, vô cùng đẹp đẽ. Và thực sự là Sonos Faber Omnia đã góp mặt vào cái thị trường loa không dây của Việt Nam và đã mang, thực sự là mang lại một cái hơi thở rất là mới trong một cái phân khúc giá tầm 50 triệu đồng. Và đây phải nói thực sự là một cái sản phẩm mà mang lại cho mình những cái trải nghiệm nó rất là ấn tượng và nó lạ lắm mọi người. Từ trước đến giờ mình chưa hề bao giờ mình cảm nhận được một cái kiểu âm thanh nào mà đến từ một cái mẫu loa không dây như thế này. Và mọi người hãy nhớ đăng ký thêm cho Nghe Nhìn Audio để chúng ta có thể tiếp tục cập nhật những xu hướng cũng như là những thiết bị vô cùng độc đáo như là Sonos Faber Omnia đây. Mình là Đinh Phúc, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.